Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024, bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên quan đến công tác quản lý thương mại điện tử, Quốc hội vừa yêu cầu nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy định xác thực tài khoản người bán cá nhân và cung cấp thông tin trên các ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc quản lý, giám sát và giải quyết tranh chấp trực tuyến trong hoạt động thương mại điện tử. Tăng cường hoạt động tuyên truyền để người tiêu dùng nghiên cứu kỹ thông tin sản phẩm, người bán hàng trong giao dịch trên không gian mạng. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong thương mại điện tử. Thưa quý vị, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được thông qua quy định người bắt đầu đi làm và tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 không được rút một lần. Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ được giải quyết cho lao động gia nhập hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đóng dưới 20 năm, sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia tự nguyện. Người đóng bảo hiểm xã hội sau thời điểm này không được rút mà để hưởng lương hưu. Người không đáp ứng các điều kiện trên nhưng vẫn có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thể được giải quyết nếu thuộc trường hợp ra nước ngoài để định cư, mắc ung thư, bại liệt, xơ gan, mất bù, lao nặng, S, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế, 6 tháng đầu năm có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la, bao gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và sản phẩm gỗ. Trong đó, gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng cà phê tuy giảm về khối lượng, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu tăng hơn 34%. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm nay, theo kế hoạch, nông dân trong tỉnh Cà Mau sẽ sản xuất hơn 35.200 hectare lúa hè thu. Thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh, tính đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu đạt 100% kế hoạch. Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân trong tỉnh sử dụng các giống lúa chủ yếu OM18, OM5451, Đài Thơm 8, ST24, OM576, OM6162, Hương Châu 6. Các diện tích lúa hè thu đang tập trung nhiều ở giai đoạn mạ với hơn 25.000 ha, giai đoạn đẻ nhánh hơn 10.000 ha. Tuần qua, toàn tỉnh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng gây ngập nước đối với một số diện tích lúa mới xạ và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây lúa giai đoạn mạ ở một số địa phương. Ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã hướng dẫn nông dân bơm tát nước, chỉ đạo tháo cống nhằm phục vụ kịp thời tình trạng ngập nước, đồng thời hướng dẫn chăm sóc lúa phù hợp. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo hiện nay ruộng đã có nước nên các đối tượng như dế và chuột sẽ giảm gây hại. Tuy nhiên, nông dân cần lưu ý ốc bưu vàng, sâu cuốn lá nhỏ và đặc biệt là bệnh đầu ôn lá có khả năng xuất hiện, gây hại cục bộ trong giai đoạn lúa đẻ nhánh. Tại huyện Ngọc Hiển, hiện có nhiều hộ dân áp dụng mô hình nuôi cua hai giai đoạn kết hợp sử dụng men vi sinh, qua đó năng suất cua tăng lên rõ nét. Mô hình nuôi cua hai giai đoạn bằng việc thuần cua giống khoảng 30 ngày vào các bể ươm để giúp cua lớn cứng cáp hơn, hạn chế hao hụt. Sau đó tiến hành xử lý triệt để nguồn nước kết hợp sử dụng men vi sinh ổn định môi trường, rồi mới tiến hành thả con giống. Sau 5 tháng thả nuôi, cua đã kích cỡ 4 con một ký, người nuôi có thể thu hoạch. Năng suất đạt 230 kg 1 hecta một năm, tăng 30 kg so với nuôi truyền thống. Mô hình nuôi cua hai giai đoạn cũng hạn chế thay nước, giúp cua lớn nhanh. Đây cũng là mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tác động của thời tiết, giúp người nuôi chủ động trong sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển bền vững ngành hàng cua của huyện. Thưa quý vị, việc phủ sóng và rộng khắp của mạng Internet, điện thoại thông minh đã tạo điều kiện để nông dân tiếp cận với công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ tiếp cận được thông tin rộng lớn mà người nông dân còn có thể sử dụng các nền tảng, ứng dụng số vào sản xuất đời sống và kinh doanh. Thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng từ Quỹ hỗ trợ nông dân hay các ngân hàng thương mại, giúp nông dân Cà Mau có vốn khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp thành công, thành lập được các câu lạc bộ nông dân tỷ phú. Theo thống kê toàn tỉnh, hiện có gần 81.700 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 64 hộ. Tại các diễn đàn, hội viên nông dân được nghe về các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp, tư vấn cho hội viên nông dân phương hướng sản xuất kinh doanh, lựa chọn loại giống cây con chủ lực theo quy hoạch để phát huy thế mạnh. Các phương thức thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp,
Hiện tại nông dân cũng đã tiếp cận được xu hướng chuyển đổi số, áp dụng vào đời sống sản xuất và kinh doanh. Biết được, nắm được cái tình hình của mình, cũng như là sản xuất lúa hay là các mặt hàng, mình nắm được cái đầu ra, đầu vào, rồi giá theo giá thị trường, cũng như là các huyện, các tỉnh, coi như là cái tỉnh nào mà sản xuất cái gì hay, thì coi như là mình chuyển đổi số, mình lên được cái 4G đó là mình coi được hết, mình vẫn hiểu, vẫn biết. Cũng như là hồi trước đây là mình mần ruộng, thì cái gì có thủ công thì mình cũng làm bằng tay, rồi xịt thuốc, rồi quải trên vai, thành ra là nó đâm ra cái nó bị nhiễm bệnh. Rồi sau này bây giờ là mình chuyển đổi là máy bay, rồi cắt lúa, hồi trước cắt tay ôm vô trần thân rồi 2-3 ngày mới suốt được, thành ra cái giá hàng của mình bán cũng không được. Mà hiện tại bây giờ là có máy cắt, rồi máy cài, coi như là sản xuất nông nghiệp, thì hiện tại bây giờ bà con là phải nói là dễ dàng mà có lợi nhuận. Trong cái thời gian mà cập nhật vừa, thí dụ như mình trong giai đoạn chuẩn bị nuôi, rồi vừa sản xuất, rồi sau đó cái khâu buôn bán thì mình cập nhật được thị trường, giá cả mình bán cũng được kịp thời. Thí dụ như được mình giá sẽ cả cao hơn trong cái ngày trước. Ngày trước thì buôn bán nhiều khi thương lái nó sẽ áp giá, mình không nắm được thông tin thị trường thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thông qua chuyển đổi số góp phần thay đổi cách thức tổ chức sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản dựa trên áp dụng công nghệ số như Internet, sàn giao dịch thương mại điện tử, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, cải tiến mẫu mã, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo quy định tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, mô tô xe gắn máy sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải. Luật cũng quy định việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đến nay, số lượng xe máy đã đăng ký trên toàn quốc đạt khoảng 69,2 triệu xe và số xe lưu hành đạt khoảng 45,5 triệu xe. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 28 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông. Theo đó, khi thông tin của các giấy tờ đã tích hợp cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNEID cơ sở dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, ứng dụng VNEID cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. Với mục tiêu mang lại sự hài lòng cho người bệnh, các cơ sở y tế trong tỉnh đang đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, hướng tới cung cấp bệnh án điện tử. Với căn bệnh cường giáp, mỗi tháng ông Hạnh ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển đều cần đi đến khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lớn tuổi lại mang bệnh nền, ông Hạnh rất ngại phải di chuyển nhiều trong các khoa phòng khi khám bệnh. Nhờ ứng dụng các giải pháp công nghệ đã cắt giảm thời gian làm thủ tục, khu vực chờ thoáng mát, khu xét nghiệm trả kết quả, nơi đóng viện phí được đặt ngay khu khám, giúp những người lớn tuổi như ông Hạnh cảm thấy hài lòng. Nhanh hơn trước nhiều. Bây giờ coi như là mình chỉ vô mình đưa cái giấy cho mình là cô làm rất nhanh, thấy hài lòng rồi, có ngắn rồi, bây giờ nó có nhanh, tức là mình dùng đắc số rồi vô mình cứ nhìn trên cái số bảng kia ta kêu đến cái số mình thì rất nhanh gọn. Nếu như trước đây thủ tục tiếp nhận bệnh thường mất từ 3 đến 5 phút thì giờ đây không quá 1 phút các thủ tục tiếp nhận bệnh ban đầu được thực hiện xong. Thuận tiện nhất là nhân viên bệnh viện không yêu cầu người bệnh cung cấp nhiều thủ tục, giấy tờ như trước, bởi các thông tin cần thiết về người bệnh như thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng sử dụng thẻ đều được cập nhật sẵn và tra cứu trực tuyến, trực tiếp vào phần mềm quản lý của bệnh viện và hệ thống quản lý chung của cơ quan bảo hiểm. Những cái ngày mà trong tuần á, hoặc là đầu tháng gì đó, thì nhân viên ở đây thì đi sớm, thì nói chung áp lực thì cũng không có nhiều, tại vì mình đi sớm được, mình được về sớm. Mình đi sớm tiếng thì được sớm tiếng đó, thì đi sớm thì giảm những cái bệnh nhân ngồi trước á, mình sẽ bắt số xong mình vô đây mình bắt số xong ngồi đây thì cái lượng bệnh nó sẽ càng ngày càng giảm, mình không có ùn tắc những cái lúc bệnh đông á, rồi mình đang không còn đứng chờ chỗ này nữa thì mình bắt số xong mình đăng ký khám bệnh.
thì những cái bệnh nhân đó thì được lên được những cái bàn ngồi chờ, thì lúc đó 7 giờ thì bác sĩ sẽ vô khám, thì cái lượng bệnh nó sẽ trôi hơn. Tại lúc trước chưa có thì bệnh nhân người ta đăng ký đông quá thì tránh người ta ngồi đông quá, chen lấn ùn tắc đó, cho nên cái hướng của ban giám đốc thì nói chung là hiệu quả tích cực. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau có từ 700 đến hơn 1.400 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Bệnh viện đã tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, từ khâu tiếp đón, đăng ký, khám chữa bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân đã tạo ra lợi ích kép cho cả bệnh nhân và bệnh viện. Phần chuyển đổi số thì nó cũng là một trong những cái lĩnh vực mà ưu tiên hàng đầu của ngành y tế, và nó cũng đem lại cái nhiều cái lợi ích trong cái lĩnh vực y tế, mà đặc biệt là trong cái môi trường bệnh viện. Thì ở tại Bệnh viện Cà Mau thì cũng thực hiện cái vấn đề chuyển đổi số, tức là bệnh nhân sẽ được tiếp cận, có thể là đặt lịch khám chữa bệnh là tại nhà qua các app, và cái được đặt lịch khám và hẹn lịch thì qua app. Tới đây thì sẽ là xem được các thông tin của cá nhân qua cái điện thoại di động của mình, và cũng có thể là xem được cái những hình ảnh cách xét nghiệm qua cái điện thoại của mình, để mình biết được tình trạng của bệnh lý của mình, và cũng có thể là gửi cho các những cái bác sĩ của gia đình của mình để tham khảo. Để phục vụ tốt hơn cho người bệnh, bệnh viện triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như phần mềm quạt thẻ tự động, chết thẻ tự động, phần mềm quản lý bệnh viện, tiến tới bệnh án điện tử vào cuối năm nay, cùng với việc đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đều được cập nhật kịp thời trên hệ thống, giúp người bệnh đảm bảo đầy đủ quyền lợi và minh bạch chế độ bảo hiểm y tế khi đăng ký khám chữa bệnh. Thống kê của Bộ Y tế cho biết, 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 30.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 30% số mắc, riêng số ca tử vong giảm 6 trường hợp. Sốt xuất huyết vẫn là mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết là nguyên nhân làm cho khoảng 100.000 trường hợp phải nhập viện và gần 100 ca tử vong mỗi năm, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em. Đến nay, sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vaccine phòng bệnh đã có, tuy nhiên chưa được sử dụng rộng rãi. Phòng chống sốt xuất huyết hiện nay chủ yếu dựa vào phòng chống vector và sự thay đổi hành vi thói quen của người dân. Hôm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức trao tặng 300 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây Bắc và thị trấn Trần Văn Thời. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo và 250.000 đồng tiền mặt. Suất quà trên do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Đây là hoạt động trong chương trình Phúc An Sinh lần thứ 10 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Hoạt động đã trao 1.145 phần quà, tổng trị giá hơn 486 triệu đồng cho hộ nghèo ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Cũng trong hôm qua, nhóm TVN thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện U Minh tổ chức trao 50 phần quà cho hộ nghèo ở thị trấn U Minh và xã Khánh Lâm, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết và 500.000 tiền mặt. Do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau vận động nhóm TVN tài trợ nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, chung tay cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.